Bố Ở đây ơi, hả? dây bố ơi, đừng đừng đi nữa, bỏ cuộc đi bố ơi, bỏ cuộc đi bố ơi. Má, anh em nhau mà mày nói Ôi, tao câu làm đó ơn. luôn á. Trời, tính ra đáng lẽ Bỏ là mày cuộc đi. tại sao phải bỏ cuộc mà tao chùng bước gì đó. Nãy giờ Thôi thôi thôi, tao mở cửa kêu mở mày bỏ cửa cuộc không mở đi á. cửa mở cửa cho tao. Ai đó? Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bục ở đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục cái cuộc hành trình trên Minecraft, đó là cái cuộc hành trình đi tìm cái nút. Thì hôm nay tụi mình ba tụi mình có một cái thử thách là sẽ chơi hết cái màn những cái màn mà đi tìm cái nút để hả coi coi là ở cuối game chúng ta có gì. Thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video, ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhá. Và các bạn cũng đừng quên là đón xem upload tụi mình livestream Minecraft trên Nemo TV nha các bạn, vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày. Ok, còn bây giờ thì vào thôi. Hello. Lâu rồi anh em. Ủa bảo. Hello, ê. Ủa sao Ủa bầu. vậy? Tự nhiên hôm nay mày mua cái quần xì nhìn buồn cười vậy. Ôi mày cũng có mà. Ủa sao ba đứa ai cũng có cái quần xì hết vậy? Ủa? Ê, tao có. Ủa? Quần xì màu cam. Quần xì màu đỏ. Ai bảo của tao? Của tao là màu tím. Của Ủa, vậy là quần xì của Buron. Ủa, vậy là ba cái màu này là ba cái màu chủ đạo của từng đứa luôn á. Đấy, mày mặc vô đi góp á. Ok. Đây là cái quần xì của tụi mình và bây giờ thì ứng vào đây là để tham gia game. Trời giặt ơi. Ủa cái gì level 1? The house. Ơi tụi bay ơi, tao có cuốn sách. Đi ra. À này đây, tao có cuốn sách kìa. Rồi để tao đọc. Các ngươi đã bị lừa, hãy vượt qua những thử thách này để tìm lại quần xì của các ngươi. What? Quần xì của ta. Cái quần xì. Ok, bây giờ thôi thôi thôi, đừng có than vãn nữa. Anh em mình phải hợp tác mới đi tìm lại được cái quần xì. Ok anh em. Ok. Bảo đang tìm gì dưới đây? Làm gì? Ôi, bảo đi tìm gì? Ở đây có cái nút. Ở đây có cái nút cũng không được. Cái nút này cũng không được. Ủa sao nhiều nút dữ vậy? Mấy cái nút này không được. Đi tìm thử coi. Chia ra tìm. Bảo nói cũng hợp lý. Thôi đi. Có ruộng nè. Ôi sinh tồn. Sinh tồn cái gì ba? Ôi trời ơi, chơi vậy luôn hả? Ê tụi bay ơi, lên đây. Bảo để ý, ở đây nó có cái một đường redstone kìa. Ê, nó có cái nút dưới kìa. Ê mập ơi. Ủa cái nút kìa. Ủa mà không? Đây, để tao ứng cho. Được rồi. Tới tao. Ô. Kê tình. Ôi, đi ra. Anh ơi, em không có điều gì. Nói đi, ngại gì. Ôi, thằng mập thành skeleton. Thằng mập skeleton. Bỏ tao ra, mày thật. Ủa, dưới đây là gì? Để tao lấy thêm. Ôi, có khi nào nằm trong lava không tụi bay? Cũng hợp lý. Nhưng mà đi tìm những cái bộ giáp này, tao nghi là những cái bộ giáp này có cái gì đó khả nghi. Hả? À, nó không có cái vào. Ê, cái nút kìa. Nó nằm sao? Nó nằm đằng sau cái bộ giáp tụi bay ơi. Ra là vậy, trời ơi. Ok. Ô, rồi xong bu ơi. Bu ơi, đừng qua đây bu ơi. Grand có gì trên này đâu. Hình như là ê, bay ê, phải, ơi. Ê, tại sao có cái hình này? Ê, tụi bay ta đi trên không rồi, tụi bay ghê không? Vô. Tụi tao cũng đi mà. Mày khùng. Ê, dạ, từ từ. Cái trên đây là gì? Do it. Just do it. Nhưng mà đi tìm cái nút ở đây trước đi tụi bay. Tụi bay ơi, tao lên trên đây rồi tụi bay ơi. Ủa xong Bảo nó lên chảnh rồi. Ơ thằng Bảo hát, Bảo biết bay, Bảo chi dơ. Chết trời luôn rồi. Ê, ra hậu phát luôn rồi. Bảo ơi mày nghĩ nghĩ rồi, mày nghĩ nghĩ coi ở chỗ tụi tao có cái có mình lóc nào không, mày nghĩ nghĩ ra coi. Ê, có khi nào cái nút có nằm trên đó không ba? Cũng có thể. Ơ cứ có nút trên đây nè. Ơ trời ơi mày không nói sớm. Cửa
cửa. À, bố ơi, tôi để coi hình như nó đánh giờ cái cửa là nằm bên này nha bố ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ơi, tại sao tao lại thấy những cái viền của cái lốc tàng hình tụi bay thấy được không? Thấy. Tao không thấy được mà. Ủa cái này nó dễ cho mình rồi. Ủa tao lên rồi nè. Ây da, té rồi, tao lên không được. Ủa đâu, tại có cái comment lock kìa. Nhưng mà dưới đây cũng có nữa. Nhưng mà dưới đây cũng có comment comment lock nữa. Bỏ đi mà bố ơi. Vậy là cái comment lock này mới đúng nè. Thôi anh em đó. Mình là anh em mà. Mình là anh em mà phải không mập? Mình là anh em mà mình phải đúng giúp rồi. Đỡ nhau. Rồi, lấy cờ đó. Anh em chúng ta chung một. Ok, chung một. Có trời ơi, có người ta kia vậy? Tháng này là tháng thảy cô hồn đúng không? Phải không? Dục cho mấy con cô hồn không có ăn mày phải không? Phải không? Để dục. Ok. Cố lên người anh em. Cố lên. Ok, we the clear. Ok. Mập lên rồi. Mập lên rồi. Ok. Ứng vô cái nút rồi bảo ơi. Bố ơi. Hả? Đi bố ơi, đừng đi nữa, bỏ cuộc đi bố ơi, bỏ cuộc đi. Mấy anh em với nhau mà mày nói tao câu đó luôn á. Trời, tính ra đáng lẽ bỏ là mày đi. Tại sao phải bỏ cuộc mà tao trùng bước gì đó. Nãy giờ. Thôi, mở cửa cho tao. Ai đó? Ai đó nhốt tao lại đi. Beware of fire and lava. Beware of fire and lava. Ok đúng nè. Ở cái cổng này vô không được. Ô mình có cái lim. Đi ra thôi. Ok, có bốn cái nút. Này gắng anh em gắng tìm nha, gắng rồi. Phải không? Không phải. Trong lava có đường đi. Ờ, lava có đường đi. Trong lava có đường đi. Wow! Bảo hay vậy. Ui, ơi, nó đốt tao. Vô gắng vô. Trời ơi, mày đi ra mà. Thằng mập đi, mày đi ra coi, để tao vô trước. Trong lava có đường đi các bạn ơi, cố lên. Một, hai, ba. Tao chưa kịp vô nữa, tao nghe tiếng thằng mập, tao nghe thấy giọng thằng mập bị đốt, nghe tiếng mập, mày đi bên đây nè, đúng rồi, đi vô đi, vô trước đi, anh em nha, tao sẽ để mày đi trước phải không? Đúng rồi. Một, hai, ba. Thằng chó, tao còn có chút xíu máu à, đừng có đánh tao. Má, tao còn có một giọt à. Bắt cơ, rồi xong rồi, tao bỏ tay nha. Rồi, hai, ba. Rồi, chết. Góc cho nè. Bình tĩnh đi, mấy cậu than hoài à. Đúng không? Không được bỏ cuộc. Ok, tao sẽ còn gót được rồi. Tao biết giờ là sao tao được TP trên này nữa, nhưng mà mỗi lần tao chết tao biết giờ là này. Quá bu đi được cơ. Bu đi được cơ bảo ơi. What the Tao qua được rồi. TP đi. TP đi. Nè cho mày cái ly cha nè. Ủa sao tụi mình được nhiều ly cha vậy? Nè mày thấy cái mày thấy cái bục bên kia không? Thấy cái bục bên kia không? Rồi bây giờ mình phải tìm cách nào mà mình bay lên tới trển nè. Tao bảo nè. Ok. Bu sẽ làm với trình độ của Bu sẽ có thể sẽ làm một lần chẳng luôn một lần. Ok. Tới Bu. Mày đập tao xuống đó tao quen. Đừng có đập tao. Cố lên. Không có chơi đập nha, không có chơi chó nha bảo. No. Cái đó là ông không qua được chứ tôi đâu. Ok. Mình phải cố gắng lên các bạn ơi. Không được để thua. Ê, qua đây rồi bà ơi. Qua đây rồi. Ê, còn mập rồi. Bye bye mập. Sao tôi quay không dạy ra cái này đâu. Nó không tìm được quần xì đâu. Anh em như cái củ cải vậy. Ok. Sai rồi. Đúng rồi. Kéo đầu lên. Ôi, tại sao mày lại bụng quần xì của tao? Tao bụng quần xì của con Bảo.
Kệ đi, tao không biết. Tao lấy quần xì ra đi luôn các bạn. Đi ra, tại sao lại trả cái quần xì cho tao? Trả cái quần xì cho tao. Ok. Ờ, từ từ, còn cuốn sách. Các bạn đã vượt qua được thử thách đi tìm lại quần xì của bản thân. Giờ thì các bạn có thể tè dầm bay nhảy bắt bướm mà không lo bị cướp mất quần xì nữa. Vì trong quần đã được dính lời nguyền bởi ba cặp mông của các bạn rồi. Chúc các bạn hạnh phúc với cái với cặp quần xì. Chết rồi, mình bị dính lời nguyền rồi. No, mình bị dính lời nguyền rồi. Bây giờ mình mãi mãi mình bận. Mình mãi mãi. Chết rồi, bây giờ mình mãi mãi mình bận quần xì của ông Bảo rồi. No. Ok, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho Bu một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Thì các bạn cũng đừng quên là đón chờ tụi mình livestream Minecraft trên Nemo TV vào 6 giờ chiều mà mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. See you and bye bye.